Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 25 tháng 4, em phải lên một số những mặt hàng trong bác sưu tầm nhá. Đầu tiên là một giò sơn thủy tiên họng đen các bác nhá. Đấy, sơn thủy tiên họng đen đây. Đấy. Hàng này thì chậu này đã thuần rất là lâu rồi các bác. Đây. Các bác nhìn thấy bộ rễ ăn hết cả xuống dưới đáy chậu rồi nhá các bác nhá. Đấy, thuần năm nay năm thứ 3 rồi. Mã số A71, 1 triệu 6 các bác nhá, 1 triệu 6. Đấy. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 thân lá nha các bác nhé, 14 thân lá, đấy, họng rất là đen, rất đẹp đây, 1 triệu 6 các bác nhé, A71, 1 triệu 6. Tiếp theo một chậu hài Vân Lam mã số A66, 160.000, đây, gồm có một lụ đây các bác nhé, gồm một lụ đây. Đại Hải Vân Lam A66 160.000. Mã số A67 cũng Hải Vân Lam 160.000. A67 đây, hàng hoa. Hoa của nó khá là đẹp rồi các bác nhé. A67 hoa rất bền các bác nhé. Hoa hài này chỉ bền, độ bền hoa đi đến hẳn 2 tháng liền các bác. Tiếp theo mã số A69. A69 thì cũng chậu Hải Vân Lam gồm có 1 2 3. Đấy, một cành hoa và hai lụ. Mã số A69 250.000. Mã số A68 200.000 các bác nhé, gồm một hoa và một lụ đây các bác nhé, một hoa một lụ. Đấy, 68 200.000. Tiếp theo một giò kiều dẹp mã số A64 200.000. A64 200.000 nhé. Giò tiếp theo là giò phi điệp mã số A59 180.000. Đấy, hoa khá là đẹp các bạn. Mặt rất là to. Đấy, một cành hoa, một cành nụ. Mã số A59 180.000. Giò sơn thủy tiên họng đen tiếp theo mã số A72. A72. Đấy, gồm có hai cành đã lở đây rồi và hai cành đang nụ chúng chím sắp lở rồi các bác nhá. Đấy, giò này thì khá là đẹp đấy. Hàng cũng đã thuần rất lâu rồi các bạn, hàng thuần lâu lắm rồi, cũng 3 năm cùng mấy lứa của cái chậu kia, mua cùng một nhà đó. A72 1.7.000, 1.7.000 nha các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo một giò đuôi cáo mã số A70. A70 gồm có 1 2 3 4 5 6, gồm 6 cây, 2 4 6, đúng rồi, gồm 6 cây các bác nhé, 6 cây và có một cây cáo tím rất đẹp các bạn này. Lá tím lịnh luôn này. Đấy, cỏ kiếc nó mọc đây, em vẫn cứ kệ đây, họ còn buộc hết cả rễ lên, rễ nó dài quá phải buộc hết lên đây các bác nhé. Đấy, cây rất đẹp, gồm có một lụ này, hai lụ này, được 3 lụ thôi các bạn, 6 cây rồi được có 3 lụ này. Mã số A70 600.000 nha các bác nhé, 600.000. Đấy, cáo xếp rất đẹp và một cây rất là đặc biệt luôn, là màu tím này. Ui giời, tiếp theo là một giò kiều. Kiều. Đấy, kiều lá mít nha các bác nhé. Lá tròn xoe này các bác này. Đấy, nguyên dề đây là hàng lá mít tròn xoe hết. To, rất là to và lặng. Giò này thì gồm có 21 cành hoa nha các bác nhé, 21 cành hoa cả lụ đây. Đấy, trồng trên một cái cục gỗ lũa rất là to này. Đấy, cục gỗ này người ta quét một lỗ người ta làm đây. Nặng, lặng phết đấy các bạn. Mã số bao nhiêu đây? Mã số A75 600.000 nha các bác nhé, 600.000. Một giò rất to. Ui, lấy cái tay rồi. Mã số A77 đơn cam nha các bác nhé. A77 đơn cam gồm 2 dề. Đây, 2 dề rất là nhiều hoa các bác nhé. 2 dề rất đẹp đây. Mầm lên là khá ok, được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được 6 cái mầm lên rất đẹp rồi nhé. A77 300.000 các bác nhé, 300.000 đơn cam. Tiếp theo mã số A78 250.000. Đấy, lụ cũng sắp lở rồi. Đơn cam của rừng thì bao giờ cành hoa nó cũng bị lộn ngược như này các bác này. Hoa nào bông nào thì bông cũng bị lộn ngược hết. A79 180.000 cũng đơn cam, cũng 3 dề.
180.000. Tiếp theo mã số A44. A44 180.000, hồng nhạn các bác nhá, hồng nhạn. Dễ ra rất khá là đẹp rồi các bác nhá. Đấy, giò này thì có giò này được có mỗi lụ, được một lụ rồi các bạn. Tiếp theo mã số A43 180.000, giò này được 1 2 3 lụ, giò này được 3 lụ các bác nhá, được 3 cành lụ. Tiếp theo là một giò long tu đá mã số 10. Long tu đá chỉnh hồ hoa tím ấy, 150.000. Hàng thuần hơn 1 năm, 10 năm nay sang 52 rồi, dễ đi rất đẹp rồi các bạn ơi. Đấy, bám ok hết rồi. Giò tiếp theo mã số A76 300.000, kiểu lá mít, kiểu tím lá mít. Các bác nhìn xem, lá nó tròn xoe và được một cái lụ thôi nhá. Rồi được một lụ kiểu tím. Đấy, nguyên một dề. Mã số A76 300.000, dễ thì đi rất đẹp rồi, chạy hết ra ngoài rồi các bác nhá. Đấy, chạy lung tung beng rồi. Tiếp theo một giò phi điệp vàng. Giò phi điệp vàng mã số A57 250.000 các bác nhá, 250.000. Em thấy nhiều nơi bán phi điệp vàng thấy giá nó cũng bình thường thôi, nhưng mà thật sự của bác là những cái lời ấy thì thân nó không bao giờ to bằng thân bên em được. Em thấy thân nó rớt lắm, nó bé các bạn. Mã số A57 250.000 các bác nhé, 250.000. Người ta trồng, người ta để trong chỗ dâm quá, nó không có lắng nên là thân của nó rất là bé. Đây các bác cứ nhìn xem cái thân của em thì nó to, to vật vã này cơ. Còn của người bên khác thì thân nó bé tí tí. Đây thân khác là nó bé đúng như này. Đấy, ở đây thân rất là to. Mã số A58 250.000 các bác nhé, 250.000 A58. Đấy, phi điệp vàng rất nhiều ngọn, ngọn vẫn đang mở lá đi ở mầm đây. Dòng này thì đến tháng 9, tháng 8, tháng 9 là nó cho hoa nhé các bác nhé. Bên em là gọi là vàng tháng 9 ấy. Mã số 50, à mã số 73 do phi điệp gồm có 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 thân tơ nha các bác nhé, mầm lên cũng khá đẹp đây rồi. Đấy, và có đang có lụ hết đây. Đây cái này là lụ sắp lở rồi, và 2 3 cành này lụ bắt đầu mới phún ra đây. 180.000 A73. Tiếp theo là một giò cáo, đuôi cáo mã số A55 300.000 các bác nhé, A55 300.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Đấy. Hàng này thì thật sự với các bác là người dân một chú một chồng là người ta không không cho ăn phân. Đấy, 100% không một tí phân bón nào luôn, và cho ăn nắng trực tiếp các bác nhá. Đấy thì nhìn cây nó mới như thế này. Thế nên về những cái bác nào mà không có chỗ treo mà hay treo ở ban công hay những thứ để treo những cái loại như này thì sống 100%, không bao giờ biết chết là gì các bạn. Tại vì nó đã ăn nắng trực tiếp rồi, và phân thuốc người ta đã không cho ăn một tí nào rồi. Ăn toàn nước không thôi. Đấy. Tiếp theo mã số A56 350.000. Cũng 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. Đấy, 350.000 A56. Đôi cáo cho các anh nhá. Hàng ăn nắng ăn mưa trực tiếp ấy. Tiếp theo mã số 4A46 180.000. Đấy, long tu đá xin hồ hoa tím các bác nhé, mầm lên khá đẹp đây rồi. Giò ra báo tiếp theo, giò ra báo mã số A20 230.000, A20 230.000 các bác nhé. Có một cái lụ rồi, một cây to được cái lụ rồi. Tiếp theo một giò tam bảo sắc mã số A52 gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì 12 đầu các bác nhé, gồm 12 đầu to nhỏ nha các bác nhé. Đấy. Mã số A52 400.000 các bác nhé, 400.000. Gồm có 1 2 3 4 được 5 cái lụ các bác nhé, được 5 lụ. Tiếp theo là một giò kiều vàng mã số A74. Một cành hoa vào được 1 2 3 4 5, còn 5 cái lụ nhé các bác nhé. 1 2 3 4 5, 5 cái.
250.000 A74 hàng đã bén rễ rồi các bác nhé. Hàng đã bén rễ. Rễ đang đi xuống hết dưới chậu rồi. Đấy, trắng xóa đây rồi nhé. 250.000. Giò này thì thân của nó rất cây rất là to, rất mập luôn các bạn. Khi được vàng mà thấy những cây như này là rất là hiếm. Hiếm cây nó thân béo thế đó. Đây. Tiếp theo là một giò này là giò kiều mỡ gà nhé các bác nhé. Kiều mỡ gà, cái đặc biệt là cái này là của hàng Mừng Tè Lai Châu. Đấy. Thực ra là ở Lai Châu là những cái loại này cũng có nhưng mà nó rất là hiếm các bạn. Đây là những bác siêu tầm là từ rất là lâu rồi. Chậu này cũng trồng được hơn 3 năm rồi các bác nhé. Đấy, trồng hơn 3 năm rồi nhưng mà người ta không cho ăn phân phiếc gì, thế nên là cây nhìn nó hơi kém. Về các bác chăm lại một thời gian là cây rất là đẹp các bạn. Có số A41 280.000. Hàng gọi như là rất hiếm và độc ấy, của Lai Châu, rừng Lai Châu, Mừng Tè Lai Châu. Tiếp theo là một giò hoàng thảo vôi mã số A30 150.000 các bác nhé, hoàng thảo vôi. Đấy, cây lên rất là mập, rất đẹp rồi các bác này. Đấy, hàng đã thuần rất là lâu rồi, dễ thì tùm hết cả mặt trước mặt sau rồi nhé, yên tâm. A30 150.000 hoàng thảo vôi. Tiếp theo một giò trồn mã số A51 giò trồn. Đấy, gồm có 1 2 3 4 5 6 cây và được 1 2 3 4 5 được 5 cái lụ các bác nhé, được 5 lụ đây, 16 cây và được 5 cái lụ. Cây đã thuần rất lâu rồi các bác nhé, hàng thuần rất lâu rồi, hơn 1 năm. Mã số A51 300.000. Tiếp theo một giò ý ngọc, hàng cũng thuần hơn 1 năm rồi các bác nhé. Ý ngọc hoa thì bây giờ của nó rất lụ rất nhiều. Mã A50 200.000. Đấy, rất là nhiều cành hoa luôn. Đấy. 200.000. Giò ý ngọc tiếp theo mã số A47. Đây, hàng này thì hàng chưa thuần các bác nhé, hàng chưa thuần. Và cây thì bao giờ các bác đợi cái mầm non này nó ra là ok thôi. A47 180.000 các bác nhé. Đấy, to hơn nhưng mà chưa thuần thì giá bao giờ nó cũng phải rẻ hơn. Tiếp theo chậu hồng nhạn mã số 06. Gồm có 7 vòi hoa các bác nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vòi hoa. Đấy, vòi hoa lên rất đẹp các bác này. 7 vòi. 200.000 các bác nhé, 06 200.000. Anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhé. Rồi, em xin chào tất cả mọi người ạ.